xin chào các bạn đến với kênh trồng lan ở mỹ thì hôm nay mình sẽ thay chậu cho hai em vụ nữ này thì đây là cái tên của uh, là cây thứ nhất này và đây là tên của em thứ hai thì uh, cái màu này rất là đẹp luôn cái này như là cái này gọi là nhịn đỏ thì cái hoa rất là đẹp uh, nhưng mà bây giờ thì hoa đã tàn rồi thì mình sẽ thay chậu đặc biệt là À, cái à, em phụ nước này á, là đã có một cái nhành mới thì à, mình sẽ nhưng mà hết chỗ rồi mình sẽ thay vào cái chậu lớn hơn còn em này thì cũng có cái mầm non này thì mình muốn à, cây của mình nó phát triển tốt hơn thì mình sẽ thay chậu vào cái chậu to hơn nha cây đầu tiên á, thì à, mình sẽ à, bóp bóp ra để cho dị lấy rồi à, những cái giá thể này nó rất là lâu rồi cho nên là nó rất là cũ nó mục rồi thì uh, mình sẽ lấy hết ra uh, mỗi lần mà mình mua về á thì uh, đây các bạn nhìn thấy là cái rễ uh, cái rễ mình có một vài cái rễ phía trong á là nó héo rồi này còn những cái giá thể thì nó đã mục rồi cũ rồi và nếu mà để lâu quá thì sẽ có những cái nấm mốc nó động lại bên trong thì bây giờ mình sẽ lôi hết những cái giá thể cụ ra nha mình phải nhẹ tay thôi tại vì cái rễ này thì nó cũng gãy thì mình mình nhẹ tay mình làm từ từ thôi rồi những cái cái mà khô á cái cái bẹ nào mà khô mình giật ra hết luôn mình giật ra hết luôn tại vì cái vụ nữ này mình tưới nước á là lá nước nó nằm trong cạnh lá thì dễ thúi thân lắm thì đến cây thứ hai mình cũng tương tự luôn mình lôi hết những cái giá thể cũ ra giá thể này thì đặc biệt là khi mà khi mà thay giá thể mà có những cái mốt mà nó bó cứng lại là mình cũng phải lôi hết ra thôi cây đó nó dễ làm thúi thân lắm những kia lá nào mà khô gì mình cũng lôi hết ra nha để mình dọn dẹp vệ sinh rồi bây giờ mình sẽ đem đi rửa nha à, sau khi rửa xong thì mình sẽ tìm những cái rễ mà nó thúi á mình cắt hết đi à, mình bóp 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 lại cái rễ nào mà nó mềm á là 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 nó bị thúi hết rồi hoặc là mình nhìn thấy cái rễ nào đen đen đó là mà nó mềm đó là mình cắt hết mình chỉ giữ lại những cái rễ nào mà nó căng và nó tươi thôi thì mình cắt những cái rễ những cái rễ khô đi những cái rễ thúi hết đi khi để cho cây nó nó ra rễ mới này Khi mình cắt xong rồi á, thì bây giờ mình sẽ uh, xịt thuốc sát trùng nha. Uh, cái loại này là ba phần trăm thôi, như oxy già ba phần trăm thôi. Như ở Việt Nam á thì uh, mình có oxy già này kia thì đơn giản, nhưng mà bên này cái loại này rất là nhiều luôn. Mình có thể mua trong tất cả các uh, cửa hàng uh, tạp hóa thì đều có. Thì cái loại này thì mình xịt cho nó sát trùng, rồi mình sẽ để cho cái rượu nó khô đi, rồi mình sẽ trồng nha. cây này là mình sẽ trồng ở trong cái hộp đựng thức ăn nha. Tại vì là mình rất là thích nhìn cái rễ nó phát triển. Vì vậy mà mình khi mà trồng trong cái chậu này thì mình có thể nhìn thấy cái rễ nó ra sao. thì mình sẽ đục lỗ để cho thoáng khí với các cái rễ này. Rồi bây giờ mình sẽ cho hai sợi dây thòng lên để mà mình cho tự hút nước lên. Khi nào mà cây cần thiết thì nó tự hút nước lên và trong trường hợp mình đi xa thì mình cũng có thể cây cũng còn cũng còn sống thì cái loại mà trang dùng là cái loại special orchid cái loại ba cái loại này thì dùng cho tất cả các loại lan đều được thì mình sẽ dùng một ít loại này với là một ít đá xốp nữa nha mình sẽ cái loại này thì các bạn có thể mua ở trong hobby shop và một ít đá xốp đá xốp này mình cũng mua ở trong home depot luôn thì khi nào mình đến đó mình đều uh, mua đó cho nó thuận tiện tại uh, cái home depot nó gần nhà thì uh, mình sẽ uh, uh, cho một ít uh, đá xốp vào để cho nó thoáng khí nha và tiếp theo thì mình cũng sẽ cho một ít kim uh, moss nữa để cho nó giữ ẩm cho cây thì đây là cái giá thể mà mình uh, dùng để mà trồng uh, những cái loại phụ nữ thì bây giờ mình sẽ trộn nó lên và một ít thang nữa tại vì trong cái uh, uh, trong cái cái uh, cái giá thể mà trong của người ta là còn người ta đã trộn sẵn các loại rồi thì mình thêm ít nữa thôi thì uh, mình sẽ bỏ ở dưới đấy một ít uh, đất nung để cho nó không có bị uh, ngập ống này thì nước uh, mình cái lúc này á, là mình để mà mình không có rễ nó không có bị uh, ngập trong nước thì mình sẽ bỏ một ít vỏ thông vô lót vô mình lót dưới một ít nha rồi mình sẽ bỏ cái cây mình cố định cái cây cái cây lan của mình vô đây đây bây giờ mình tìm những cái mình quay cái hướng của cây con ra ngoài á tại cái con nó nó cần cái chỗ phát triển thì mình sẽ hướng cái con ra chiều rộng hơn to hơn để cho khi mà cây nó phát triển thì nó có chỗ thì bây giờ mình sẽ bỏ vào thôi mình độ giá thể vô à, cái lúc mà độ giá thể vào thì mình đội xuống cho nó chặt tại vì cái lan nó cái rễ nó thích chặt để mà nó không có bị lung lay để cho cái rễ nó phát triển nha mình là mình thích nhất cái khâu này này à, bỏ vô xong rồi mình sẽ cố định cái cây lại tức là mình gõ gõ cho nó xuống rồi à, khi đó mình sẽ bỏ hai sợi dây lên để cho nước nó hút lên tới bề mặt nha đó mình nhét cái mốt này vô cho nó giữ ẩm mình cũng nhét cho cái cây cố định vô khi mà rảnh không khi mà mình rảnh mình không có làm gì mình thích nhất là thay giá thị cho lan này Tại vì là Ừ, rất là thích luôn, tại vì uh, có thể chú ý cái cây của mình nó phát triển, rồi uh, nhìn cưng lắm, rồi mình vụ vụ cho cái uh, uh, giá thể nó xuống dưới nha. Vậy là cây uh, em đầu tiên đã xong rồi. mình, uh, mình nhấn 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 xuống cho cái uh, cái giá thể nó chặt này và đặc biệt là mình không có để cho nó tràn nha không có để giá thể nó đầy nó đầy quá đây là em thứ hai thì mình sẽ thử nghiệm trong cái chậu thủy tinh ở dưới mình cũng bỏ một ít đất nông nè rồi bây giờ mình sẽ cũng tương tự như cái đầu thôi mình sẽ bỏ lên một ít giá thể bỏ thông trước rồi mình sẽ cho em này vô rồi cố định cây tại bên này là cái già rồi nó không có còn phát triển nữa thì mình sẽ hướng cái cây non ra cái chỗ mà cái nhiều 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 chỗ hơn thì mình sẽ để như thế này mình cố định như thế này và mình sẽ bỏ vô bỏ giá thị vô mình sẽ không có để giá thể đầy quá nha. À, để ngang ở dưới à, mép lá thôi. Tại vì là mình mà bỏ nhiều quá thì khi mình tưới nước là khi nước nó sẽ vào kẽ lá nó nằm ở đó, lâu ngày thì nó sẽ dẫn đến à, thúi thân và nó sẽ chết cái lan của mình. Thì vì vậy mà mình chỉ bỏ ngang với cái búp à, với kẽ lá bên dưới thôi. Để cho cây của mình nó đủ giữ ẩm là được rồi. Giờ thì mình sẽ tưới nước vô Từ nước lên tới tới ngang này là được rồi này tới ngang này thôi này tới ngang đây cái này cũng là... dễ luôn tưới nước vô Hey, mình cũng không có chôn quá sâu nha mình chôn ngang với cái mức này thôi chôn ngang mức này thôi để cho có cái, cái em con đang lên này này đó. đó mình mình không có chôn uh, dưới cái sâu đâu mình chôn vừa ngang đó thôi cảm ơn các bạn đón xem và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo bye